Mấy thanh niên này vì đam mê lái máy bay mà bất chấp mưa bão vẫn bay, và cái kết là xém đi đoàn tụ với các cụ đang mừng rớt trứng rái thì lại tới công chuyện. Ở một hòn đảo xa lạ, một đám người xách súng tới đòi thịt cả lũ. Cô gái này vì sợ quá mà chạy đi, ai ngờ lập tức bị bắn chết. Còn anh trai này đau đớn vì bồ liệm mà vùng vẫy cũng bị chặt đầu. Đứng ở đằng xa, hai anh trai đã chứng kiến tất cả nhưng lại không dám ra. Họ chờ cơ hội để giải cứu tất cả mọi người. Kết quả là ông anh này xém xíu nữa là đi đắp chiếu. Rất may là có người tới cứu và cả bọn đều rút lui an toàn. Nhưng sau cùng thì vẫn ở trên sân nhà khách. Bọn họ buộc phải chiến đấu cho đến khi máy bay được sửa lại và cất cánh. Liệu bọn họ có bình an mà ra khỏi hòn đảo này không? Torren là một phi công lâu năm, sau ngần thời gian dài lái máy bay cũng lên được chức cơ trưởng. Mới nghỉ Tết được mấy ngày chưa chơi thoải mái thì lại bị bắt đi bay. Đã vậy chuyến bay này còn chuyến bay khó ăn. Torren buộc phải chiến đấu với một cơn bão đang đau đầu thì lại tới công chuyện. Anh da đen này từ sở cảnh sát đến vì ông da đen ở sau lỡ tiễn một người về với ông bà và trốn đi nước ngoài. Vị cảnh sát này sau bao nhiêu lần đuổi theo rốt cuộc cũng bắt được anh ta. Anh ấy muốn thông qua chuyến bay này hộ tống tội phạm về nước và kết án. Torren chẳng muốn dính gì tới vụ này nhưng không dính lại không được. Thế là chuyến bay này khởi đầu với tình hình méo ổn chút nào. Đang bay ngon lành thì bóng ông bà vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất làm mùi nhang bay nơi đâu, vì cơn bão đột ngột đổi hướng di chuyển mà giờ chuyến bay đã đi vào tâm bão. Chuyện còn tệ hơn là một tia sét đã đánh trúng máy bay, làm hệ thống điện bị tê liệt. Giờ bọn họ chỉ có 10 phút để băng qua cơn bão và tìm nơi hạ cánh. Torren cố gắng gọi chi viện, alo có thằng mắc dịch nào nghe thấy không? Chuyến bay đã ngửi thấy mùi nhang yêu cầu cứu hộ. Đáp lại yêu cầu của Torren là có đếch ai trả lời đâu, vậy tự xử thôi. Với kinh nghiệm lạng lách đánh võng của mình thì ông đã cứu mọi người một mạng. Việc băng qua cơn bão đã được giải quyết, giờ buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Bonnie vào xin ý kiến nên nói với hành khách như nào đây. Torren rất áy náy mà bảo phải hạ cánh khẩn cấp thôi. Rất may mắn là họ đã tới một hòn đảo có thể hạ cánh. Nếu đáp giữa biển thì có mà dâng thịt cho mấy con baby shark. Sau khi Torren quan sát địa hình đã tìm thấy nơi hạ cánh, hai người nhìn nhau chả biết thế éo nào mình lại sống nhăn răng được thế này. Mà kệ bà nó đi, giờ leo xuống máy bay ngay. Nó đang nóng lên không cong đít mà chạy nó nổ thì có mà đi gặp các cụ. Việc tiếp theo của Torren còn nhiều lắm, phải lo cho hành khách an toàn, làm một cái liều cho họ trú ẩn, gom hết đồ ăn thức uống phân phát cho mọi người, xác định địa điểm mình đang ở là nơi nào. Mệt bỏ tiên sư chứ đùa, ấy vậy mà ông anh trai này còn không vừa lòng. Cầm điện thoại quay quay mà xui sao quay chúng anh da đen làm ảnh không vui, vậy là liền nện một phát cho bỏ cái thói ngu mà thích thể hiện. Bên phía hãng bay cũng đã hay tin này, họ cần nhanh chóng lên đối sách. Đây cái ông dự báo thời tiết như quần què đây, giờ cho ông chuộc tội bằng cách tìm ra vị trí của máy bay, không thì ông về nhà ngủ cho khỏe. Quay lại với Torren, sau một lúc điều tra ông nhận thấy đây là đảo Joho, một nơi không được nhà nước cai quản và rất hỗn loạn. Ông quyết định cởi trói cho anh da đen Gaspar và cùng anh ấy vào rừng tìm kiếm phương án cứu mọi người. Anh này nhìn vậy thôi chứ cũng từng là lính đặc chiến đấy, đừng đùa. Nhưng vì một phút bốc đồng cả đời bốc cắt đi nghịch ngu mà giờ phải đi bốc lịch chùi đít. Đi hồi thì ông anh da đen kia chạy mất tiêu. Torren đành một mình tiếp tục hành trình. Ông tìm thấy một căn nhà, để đề phòng nguy hiểm ông quyết định móc từ háng ra một cây súng nước. May mắn là vào đây thấy được một chiếc điện thoại bàn, đang gọi điện cầu cứu con gái thì một tên nào đó từ đâu lao đến định cho ông ngắm gà khỏa thân. Nhưng may mắn là ông phản ứng kịp, vã hắn mấy vã rồi xiết cổ tiễn hắn lên đường. Chưa kịp mừng vì thoát cảnh tèo lại nghe thấy tiếng đùng đùng. Torren vội vàng tìm chỗ trốn, gọi tên 18 đời tổ tông ra nhờ họ độ. Nhìn ra thấy Gaspar mình đeo hai cây súng bước vào, anh ấy bảo ông ra đây đi, tôi không nhét đạn vài đít ông đâu, đừng lo, anh trao cho ông một cây súng đã nạp đạn, giờ chỉ cần bóp cò là được. Hai người đi quanh nhà xem xét một lúc thì phát hiện manh mối, đã từng có người bị bắt cóc tống tiền. Nghe thấy mùi có người đắp chiếu, Torren liền chạy về di chuyển mọi người ngay ra nơi khác lập tức. Nhưng mọi thứ đã muộn, lũ tội phạm đã đến nơi cả nhóm đang ở. Lũ người này ngốc đến mức không biết quy tắc cơ bản ở nơi xa lạ, hành sự cẩn trọng mà lao ra hú hét như ba má tới cứu. Đến lúc bị người ta móc súng ra bắn đùng đùng thì sợ teo chim. Gaspar nhận thấy nguy hiểm liền cướp lái để dừng lại. Hai người đứng một bên quan sát tình hình, không biết vì lý do gì mà bọn chúng tìm Torren. Lúc sắp bắn Samuel dọa mọi người thì cô gái này quá sợ hãi mà bỏ chạy, bị ăn kẹo đồng chết tươi tại chỗ. Còn bạn trai vì đau lòng mà vùng vẫy lên tên dâu Gia kế bên, liền một đao ngọt lịm chặt đầu anh ấy, dọa mọi người hồn vía lên mây, sợ mà chim cút bay đi mất tiêu. Không tìm thấy Torren đâu, bọn chúng liền áp giải mọi người lên xe rời đi, bỏ lại hai tên tìm manh mối của ông. Torren lúc này muốn lao ra nhưng bị Gaspar cản lại. Giờ đây bọn kia đã đi, hai người họ liền xông ra hạ gục một tên còn lại dùng để khai thác thông tin. Nhóm người bị bắt sẽ được đưa về một ngôi làng trên đảo, còn để làm gì thì hắn không biết. Nghe như vậy Torren quyết định đi cứu người. Anh dùng Google Map để tra vị trí ngôi làng, viết lại tín hiệu cho quân cứu viện đến và rời đi. Dưới kia Gaspar đã giải quyết sạch sẽ hai tên kia. Ban đầu Torren không nghĩ anh sẽ theo nên ông tỏ ra rất cảm kích. Ở hãng bay, các nhân viên đã biết được vị trí mấy người Torren gặp nạn, họ ngạc nhiên khi thấy chiếc máy bay còn nguyên vẹn. Ông chú này thở phào và ỷ nghĩ rằng quân chính phủ sẽ cứu giúp nhóm người bị nạn, nhưng khi nghe Skadi bảo đảo Joho là đảo tự trị, lần nào quân chính phủ đến đều bị đá đít về, nếu không cử quân cứu hộ nhanh thì gần 20 chục người sẽ liệm đó chứ đùa.
Vậy là với tốc độ còn nhanh hơn Fuckboy tụt quần, một đội cứu hộ đã tới. Họ được trang bị vũ trang đầy đủ để mút hết những nguy cơ mà họ gặp, và điều làm họ lo lắng nhất đã diễn ra, những hành khách đã bị dính vào một vụ tống tiền. Scuddy hồn như lên mây khi thấy thông tin Torren để lại, ông ấy nhất thời không đưa ra được đối sách gì. Quay lại với Torren và Gaspar, hai người đã thành công xâm nhập vào ngôi làng của chúng. Ở đây người nào cũng có súng, một hành động sai lầm cũng đủ làm hai người đi liệm. Gaspar biết vậy nên chọn chiến thuật du kích, cứ đá trứng cút búng trứng rái từng kẻ ngáng đường và cứu con tin. Đầu tiên là hai tên đi xả vòi rồng này mỗi đứa một dao, sau đó họ đã lần đến nơi con tin bị giam, thấy có tên canh cửa Gaspar liền cho hắn một búa đi mẹ luôn cái hàm răng, thêm một tên nữa anh cũng tặng hắn một phát búa, tiễn hắn một đoạn đi về với ông bà cho đỡ mệt. Torren mở cửa và cởi trói cho mọi người, đưa họ lên xe và chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Gaspar cản ông lại. Anh vừa mới đi thám tính về, đoạn đường mà chúng ta đi qua có một nhóm gác cửa, nếu cưỡng chế băng qua thì nó bắn đếch khác nào tấm rẻ rách. Torren nhìn vào đám người trên xe đủ thứ là biểu cảm sợ hãi, thì ông quyết định ông sẽ hy sinh, một mình ông đổi lấy tất cả cái mạng của mọi người. Gaspar hỏi, ê ông già lỡ ông liệm rồi sao, chết thế đếch nào được, ông đây là nhân vật chính, tác giả dám viết ông chết ông đây đá đầu hắn. Quả nhiên nói thì hay mà hành động thì bị đập cho bầm dập, Torren xứng đáng nhận được thông thạo 8 trong việc gáy. Cũng may là lúc sắp đắp chiếu thì quân lính tới, họ bắn bể sọ tên này và tấn công mấy tên còn lại, tạo khoảng trống cho Torren cắm đầu chạy. Sau đó mọi người cùng nhau rút lui an toàn, lên xe chưa kịp mừng thì lại nghe tin dữ, đây chỉ là đội tiên phong, đội cứu hộ thật sự cần 24 giờ mới tới nơi được. Vì tình hình quá cấp bách, Torren quyết định thực hiện chuyến bay trong tình huống bất ổn này. Hành khách nghe vậy thì phản đối, nhưng giờ ở thì còn cái lịt nên nhất định phải mạo hiểm. Quân tiên phong chỉ cho Torren và Samuel 2 phút chuẩn bị, vừa nói xong thì lũ báo thủ lại tới. Tuy bọn chúng đông và rất hung hãn, nhưng với cây ngắm có viên đạn to như tổ bố này thì tụi nó gọi phụ huynh ra cũng đỡ thế đếch nào được. Bắn viên nào là viên đó, tạo ra độ uy hiếp cực cao, chúng một phát mà xác bay đi như giấy, nhưng mục đích chính là rời đi nên sau khi việc kiểm tra máy bay hoàn tất, quân tiên phong đã nhận được tín hiệu, họ rút lui dần dần lên máy bay và yểm hộ đồng đội của mình. Khi quân lính chuẩn bị lên máy bay hết thì chỉ còn thiếu Gaspar thôi, họ liên tục gọi anh nhưng anh không thể quay về. Quay về cho đi bóc lịch à, anh lấy một ba lô toàn tiền rồi đánh bài chuồn. Quân lính không thể câu thêm thời gian nữa, họ cũng vào máy bay rút khỏi đảo. Nhưng bọn khốn dưới kia vẫn không buông bỏ, trên đường lấy đà hắn một mực đuổi theo, hắn vác cái vũ khí hạng nặng ra định chơi chết cả đám trên máy bay. Gaspar thấy cảnh này liền ra tay hỗ trợ cứu cả nhóm khỏi một pha đắp chiếu tập thể. Tên kia bắn không được thì lại có thêm tên khác, lần này Gaspar bị khuất tầm không cứu được. Torren quyết định đạp hết chân ga tông vào hắn và thành công cất cánh. Dưới kia là hàng loạt quân tiếp viện của địch thoát chết trong gang tấc, nhưng lại chưa kịp mừng thì tin buồn lại đến, một bên cánh hư, một bên động cơ hư, nguyên liệu thì hết, kiểu này thì có mà bay lên thiên đàn mất. Rất may cách đây 50 dặm có một hòn đảo thích hợp để hạ cánh. Torren làm liều điều khiển một chiếc máy bay gần như là phế đến đó. Sau một vài thao tác của Torren thì việc tiếp theo là gọi tên các cụ dậy, cụ nào còn tại thế thì đến độ hộ cái chứ không chắc liệm mất. Lúc máy bay sắp đâm vào rừng thì nó cũng chịu dừng lại, mọi người đều như vỡ òa cảm xúc đứng dậy ăn mừng vì chuyến bay hạ cánh thành công. Cùng lúc đó đội cứu hộ cũng đã tới, họ nhanh chóng sơ cứu cho người bị thương và dẫn cả nhóm đến bệnh viện. Torren vì tài lái máy bay quá giỏi nên được gái ôm, ông ngậm ngùi nghĩ lại hôm nay không biết bao lần xém ăn chuối, lau mấy giọt nước mắt và tập tễnh bước xuống, gọi điện cho con gái là ba về nhà được rồi. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau, đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha, cảm ơn cả nhà.